Chương 70: Bị đuổi học. Kế phòng khám là quán ăn Quảng Đông. Mễ Uyển đặt một phòng, dắt năm đứa nhóc qua đó ăn. Vừa gọi món xong, Mễ Uyển nhận được tin nhắn chim sẻ tinh đã về. Anh chim sẻ! Gặp được chim sẻ tinh, cả năm con cá đều hân hoan. Khoảng thời gian trước, khi phải ở lại phòng khám để chữa bệnh, là chim sẻ tinh chăm sóc cho tụi nó, đổi nước cho tụi nó ăn, còn mua quần áo đẹp. Tụi nó đều rất thích chim sẻ tinh. Mấy đứa nhóc không đi học hay sao mà lại chạy qua đây thế? Chim sẻ tinh ra vẻ tức giận nói. Tụi em sai rồi, ăn xong sẽ về ngay. Không biết có phải vì Nhã Nhã là cô bé đáng yêu nhất nhóm nên đã được cử làm người đại diện hay không, mà mỗi lần nhận sai đều là khuôn mặt đáng thương của cô bé đứng mũi chịu sào, khiến người ta có giận cũng không nỡ chút. Được rồi, biết sai thì tốt, lát nữa anh đưa tụi em về trường. Quả nhiên, lửa giận của chim sẻ tinh cũng bị khuôn mặt đáng thương ấy dập tắt. Dạ, năm con cá con đồng loạt gật đầu trả lời. Tốc độ lên món của quán khá nhanh. Chốc lát đồng hồ họ gọi, lần lượt được dọn lên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn được một nửa, Mẹ Uyển mới chợt ý thức được một chuyện, thắc mắc hỏi. Tụi em ra khỏi trường từ lúc nào? 8:30 ạ. Tiểu Hải cắn một miếng vịt quay to, vừa nhai vừa đáp. 8:30, tụi em ra khỏi trường, đi hơn 1 tiếng thì tới phòng khám. Tụi em đi bộ tới á? Mẹ Uyển há hốc mồm. Năm đứa này lững thững đi bộ khắp phố như thế, không bị lừa bán đúng là may mắn. Đương nhiên, nếu bị lừa bán thật, đoán chừng người không may sẽ thành bọn buôn người. Tụi em biết đường mà, Tiểu Hải nói. Đúng, tụi em biết xem bản đồ, trường đại học dễ tìm lắm. Nhóc mập cá mè hoa phụ họa. Giỏi thế, Mễ Uyển bội phục. Không ngờ đám nhóc này còn biết xem cả bản đồ, trong khi đến giờ cô nhìn còn chả hiểu gì. Ê, khoan đã, không đúng không đúng. Cái cô muốn hỏi không phải là cái này. Mễ Uyển kéo dòng suy nghĩ đang đi chệch đường ray của mình lại, hỏi lần nữa. Tụi em vắng mặt cả buổi sáng mà giáo viên không đi tìm sao? Năm con cá con nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Lắc đầu là ý gì? Không tìm hay là không biết? Mỗi yêu tộc con trên người đều có một dấu ấn. Chỉ cần dấu ấn không cảnh báo nguy hiểm, giáo viên trong trường cũng sẽ mặc kệ. Chim sẻ tinh kịp thời giải thích, thắc mắc cho Mễ Uyển. Nghĩa là giáo viên trường yêu tộc, dù biết học sinh trốn học cũng mặc kệ. Mễ Uyển ngạc nhiên hỏi. Chim sẻ tinh gật đầu. Đến lúc tan học họ có thể dựa vào dấu ấn để tìm yêu con, không có gì phải lo cả. Hả? Yêu tộc các cậu lạc quan thật đấy. Mễ Uyển không khỏi cảm thán. Nghe nói tỷ lệ sinh của yêu tộc sụt giảm, yêu con trở nên cực kỳ quý giá sao? Nuôi thả kiểu này liệu có ổn không đó? Thật ra ở trường đều có đặt kết giới. Những yêu con có thể phá được kết giới để trốn học đều đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Hơn nữa hiện giờ hiệp hội bắt yêu và yêu tộc đã có hiệp nghị sẽ không làm hại yêu tộc. Tóm lại là không có gì nguy hiểm hết, chim sẻ tinh giải thích. Thêm nữa đa số yêu con đều không trốn học. Vậy sao mấy đứa lại trốn học? Mễ Uyển liếc mắt nhìn năm con cá con. Mới lên nhà trẻ mà đã bắt đầu trốn học rồi, sau này sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa đây? Tụi em không thích đến trường, Nhã Nhã chu miệng uất ức nói. Không thích? Mễ Uyển ngẩn ra. Lúc trước cũng là mấy đứa la hét rồi đi học, còn nói muốn học chung với bạn gì gì đấy trong cô mấy đứa mà. Linh Linh, nhóc cá mè hoa trả lời. À đúng rồi, muốn học chung với Linh Linh. Tóm lại không phải lúc trước mấy đứa thích đi học lắm sao? Mễ Uyển hỏi. Trường học không tốt, nhóc Nhã Nhã buồn bã nói. Mấy bạn không thích tụi em. Nhã Nhã, đừng buồn. Tiểu Hải thấy cô dâu nuôi từ bé của mình buồn, vội lên tiếng an ủi. Nhìn năm con cá con bỗng nhiên chìm vào bầu không khí bi thương, Mễ Uyển liếc sang chim sẻ tinh với vẻ mờ mịt, mấp máy môi dùng khẩu hình hỏi. Sao vậy? Chim sẻ tinh suy tư một lát, nhanh chóng hiểu ra, hỏi năm con cá con. Có phải mấy con yêu khác trong trường khi dễ tụi em không? Một cô bé khác trong nhóm tên Đoá Đoá nức nở nói. Rõ ràng tụi em đã khỏi bệnh rồi, có thể hóa hình. Thế nhưng mấy bạn vẫn không thích tụi em, không chơi chung với tụi em, còn thường nhạo báng tụi em là hàng lỗi. Họ còn hợp sức khi dễ tụi em, nhóc cá mè hoa cũng nói. Tụi em vừa mới khỏi bệnh, thời gian tu luyện không dài, đánh không lại họ.
Tiểu Hải khá lớn, nhưng một mình Tiểu Hải không thể địch nổi. Nhóc cá cuối cùng tên An Nhân bổ sung. Lần trước, Tiểu Hải vì bảo vệ em đã bị họ đánh tới mức nằm trên giường suốt 3 ngày. Em không muốn đi học nữa. Nhớ tới chuyện Tiểu Hải vì bảo vệ mình mà bị thương, Nhã Nhã bật khóc. Cậu đừng khóc, tớ không sao. Trưởng lão nói yêu tộc chúng ta chỉ cần yêu đan vẫn còn, bị thương nặng cỡ nào cũng không sao hết. Tiểu Hải luống cuống an ủi Nhã Nhã. Bạo lực học đường à? Mễ Uyển nhìn chim sẻ tinh hỏi. Tới mức đó mà sao giáo viên vẫn mặc kệ? Chim sẻ tinh cười gượng. Yêu tộc coi trọng sức mạnh, cảm thấy đánh nhau là một cách để tăng tu vi, cho nên chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, giáo viên và cha mẹ cũng ít khi can thiệp. Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Mễ Uyển ngẫm nghĩ một lát, nhanh chóng nhớ ra. Không lâu trước đây cô đã từng nghe nhân công số 1 của mình nói câu này. Hình như em trai của nhân công số 1 khi dễ quan đồng, quản lý không nhịn được, đã ra tay dạy dỗ cậu ta một chút. Vừa nãy năm con cá con nói, bạn học mắng tụi nó là hàng lỗi. Quan đồng cũng từng thoái hóa, sau đó mới được mình chữa khỏi. Vậy nên trường học yêu tộc cũng phân biệt đối xử. Yêu con tốt số sinh ra khỏe mạnh, kỳ thị mấy đứa nhóc được cô chữa khỏi. Mễ Uyển bỗng thấy khó chịu. Tụi nó khi dễ hàng lỗi thì cũng thôi đi, dựa vào đâu lại dám khi dễ tụi nhóc được cô chữa khỏi? Khinh thường y thuật của cô hay gì? Bọn nó đánh hội đồng mấy đứa? Mễ Uyển hỏi. Không có, là năm đánh năm. Nhưng thực lực của tụi em quá kém, đánh không lại. Nhóc cá béo nói. Tuy Tiểu Hải có thể một chọi hai, nhưng bốn đứa bọn nó quá yếu. Bên kia chỉ phân ra hai người là đủ đánh bọn nó nằm vẹp dí, ba người còn lại thì đánh hội đồng Tiểu Hải, vậy nên lần nào bọn nó cũng thua. Sao mấy đứa yếu thế? Mễ Uyển vừa nghe là năm đánh năm, đối phương không hề lấy nhiều hiếp ít, chỉ biết thở dài ngao ngắn. Không phải kẻ địch quá mạnh, mà là bạn bè quá yếu, phải giải quyết thế nào đây chứ? Thì tụi em năm con cá con không ngờ ngay cả Mễ Uyển cũng nói bọn nó như thế, càng đau lòng hơn. Đứa nào đứa nấy đều nước mắt ngắn nước mắt dài. Khóc thì được ích gì, phải đánh lại chứ. Mễ Uyển nói xong lại lấy thấy không đúng. Nếu tụi nó có thể thắng được thì đã không chạy tới đây khóc lóc. Thế là cô đành nhìn sang chim sẻ tinh, hỏi. Chim sẻ nhỏ, cậu dạy tụi nó đánh nhau đi. Mễ Uyển vừa dứt lời, năm con cá con lập tức dừng khóc. Năm cặp mắt lấp lánh nhìn thẳng vào chim sẻ tinh. Tôi á? Chim sẻ tinh hoảng hốt. Bà chủ, cô nghĩ với tu vi của tôi thì có thể đánh được ai? Chim sẻ tinh sống hơn 20 năm, đến giờ mới tu luyện được tới cấp 2, ngay cả cấp 3 còn chưa đột phá được. Trình độ đánh nhau quả thần không cách nào hình dung. Cũng đúng nhỉ. Với chút tu vi này của cậu, chưa biết chừng đến cả Tiểu Hải còn đánh không lại. Mẹ Uyển đau đầu. Sao cô lại thu nhận một nhân viên yếu như thế chứ? Cái nhỏ Tiểu Hải mới 2 tháng đã đột phá lên được cấp 2, chưa kể thằng nhóc chỉ mới còn 5 tuổi. Bà chủ, hay là cô chỉ cho tụi cháu vài chiêu đi? Không phải là cô là người bắt yêu sao? Đánh yêu đúng là chuyên ngành của cô còn gì? Năm con cá con lại đồng loạt chuyển hướng, nhìn chằm chằm Mễ Uyển. Cậu cũng biết tôi là người bắt yêu, chiêu thức của tôi tụi nó học được sao? Mễ Uyển cười lạnh. Cũng đúng, bọn họ là yêu tộc, chiêu thức của người bắt yêu chắc chắn là không học được rồi. Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, năm con cá con thất vọng cúi đầu mân mê tay nhỏ, không khí trên bàn ăn lại chìm xuống tận đáy. Hay là để chị vẽ cho mấy đứa hai lá bùa? Ai khi dễ mấy đứa? Mấy đứa dán bùa lên mặt họ. Tốt xấu gì cũng là cá mình nuôi suốt 15 ngày, Mẹ Uyển cũng không nỡ. Năm con cá con hào hứng trở lại, mặt mày tươi cười. Chuyện đó bà chủ, yêu con trong nhà trẻ đều rất yếu. Chim sẻ tinh nhắc nhở. Bùa của bà chủ nhà cậu đến cả đại yêu cấp 6 còn chế ngự được. Nếu lại đem xài ở nhà trẻ, chưa biết chừng lại biến thành thảm án. Yên tâm đi, tôi chỉ vẽ có hai lá bùa định thân, không gây hại gì đâu. Cô chỉ là thấy năm con cá con quá thảm, vẽ hai lá bùa cho tụi nó phòng thân. Lỡ đánh cộng lại, có thể dùng bùa cản đối phương rồi bỏ chạy. Cũng không đến mức 3 ngày không xuống giường được. Hơn nữa, lại dám kỳ thị y thuật của cô. Đám yêu con này đáng ghét quá rồi, phải dạy dỗ. Chim sẻ tinh nghe là bùa định thân không gây hại thì không nói gì nữa. Vì lẽ đó, ăn chưa xong, Mễ Uyển quay về sân sau, múa bút vẽ hai lá bùa định thân, đưa cho năm con cá con, rồi mới để chim sẻ tinh lái xe đưa tụi nhỏ về lại nhà trẻ. Đến cổng trường,
Năm con cá con tạm biệt chim sẻ tinh, tự tin đi vào trường. Thời gian còn sớm, chưa tới giờ học buổi chiều. Đám yêu con trong nhà trẻ đều đang chơi đùa trên sân. Đứa chơi cầu trượt, đứa ngồi xích đu. Trừ việc tụi nhóc chưa kiểm soát tốt yêu lực, thỉnh thoảng lộ tai lộ đuôi. Thoạt nhìn trông không khác gì một nhà trẻ bình thường. Bầu không khí khá chan hòa. Cho đến khi, năm con cá con đeo túi xách bước vào sân trường. Một đứa nhóc cả người vàng khè, không biết là loại yêu gì kéo tay cô bé đang chơi trong bụi cỏ. Linh Linh, tụi Nhã Nhã tới kìa. Không phải tụi nó sợ tới mức không dám đi học sao? Cô bé tên Linh Linh cầm nhánh cỏ quay đầu lại, nhìn năm đứa bé trong sân đang đứng, đặc biệt là cá con Nhã Nhã đứng giữa. Vừa thấy khuôn mặt còn đẹp hơn cả mình kia, Linh Linh liền nổi điên. Con nhỏ Nhã Nhã đáng ghét, không thể giữ mãi cái đầu cá bảy màu được hay sao? Tự nhiên hóa ra hình người làm cái gì chứ? Đi gọi xa xa, chúng ta đánh bọn nó. Linh Linh ra lệnh cho cậu nhóc vàng khè. Cậu nhóc vàng khè lập tức chạy vào trong sân, thông báo cho đồng bọn tên xa xa và hai tên vệ sĩ của cô bé, tập hợp đủ 5 người đứng chắn trước mặt 5 con cá con. Tụi bay còn dám tới trường? Linh Linh liếc xéo 5 con cá con với vẻ ghét bỏ. Cả cậu tránh ra, tụi tôi muốn vào phòng học. Tiểu Hà trả lời không chút yếu thế. Còn mạnh miệng, có tin lần này tôi đánh cậu nằm liệt giường nửa tháng luôn không hả? Linh Linh cũng rất ghét Tiểu Hải. Lúc nào cậu ta cũng che chở cho con nhỏ Nhã Nhã đáng ghét, lại còn yêu sớm. Mới 5 tuổi đã bày đặt nhắc tới chuyện kết hôn, còn lên cả kế hoạch sinh con nữa chứ. Chúng tôi không sợ cậu đâu. Có bùa định thân, gan của cá béo cũng to lên, gần cổ cãi lại đám nhóc đối diện. Thằng mập này chán sống rồi hả? Có tin tôi cạo sạch vảy cá trên người cậu hay không? Cô gái tên Xa Xa trừng mắt hung dữ với cá béo. Cá béo ghét nhất là Xa Xa. Trước kia Xa Xa từng dùng đồ ăn để lừa lấy yêu đàn của nhóc. Lúc nhóc khỏi bệnh đi học thì ra sức khí dễ nhóc. Là con trai không được tỏ ra sợ sệt. Lửa giận nhóc béo bùng lên, lần đầu chủ động đẩy ngã đối phương. Cậu dám đẩy tôi? Đánh bọn nó cho tôi. Vừa dứt lời, 10 con yêu con liền xông vào sắp lá cà. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hải là bảo vệ Nhã Nhã, sau đó lấy một địch ba, nhận hầu hết đòn tấn công của đối phương. 4 con cá con khác chia làm 2 đội, một đội chống đỡ, một đội lấy bùa, bẹp bẹp 2 cái dán lên người 2 nhóc yêu. 4 con cá con thấy bùa chú có tác dụng, vừa dán lên đã chế ngự được 2 kẻ địch, ai nấy đều hào hứng. Nhọc Méo và An Nhân được rảnh tay, chuyển sang giúp đỡ Tiểu Hải, bắt đầu trận đấu 3 đấu 3. 5 đánh 5 họ đánh không lại, nhưng 3 đấu 3 thì họ thắng được. Tiểu Hải lấy 1 địch 2, An Nhân và Nhóc Béo lấy 2 chọi 1, đánh cho bọn kia khóc, kêu cha gọi mẹ. Bỗng chốc toàn bộ yêu con trong sân đều ngơ ngác. 5 đứa hàng lỗi này lại đánh thắng được, phí lý quá. Ai kêu cậu luôn khi dễ tôi sẽ giật đứt tóc cậu. Nhóc Nhã Nhã xông lên, nắm lấy mái tóc màu xanh xinh đẹp của Linh Linh. Linh Linh đau đớn la oai oái, Đoá Đoá cũng học theo, xông lên kéo tóc Xa Xa. Tiếng kêu khóc nhất trời, vang vọng khắp sân trường. 5 giờ chiều, Mễ Uyển tan học, đi tới phòng khám phát hiện 5 con cá con cô vừa tiễn đi lúc trưa lại tới nữa. Sao mấy đứa lại tới nữa rồi? Mễ Uyển cau mày nhìn xuống hỏi. 5 con cá con nhỏ giọng gọi chị, sau đó e dè nhìn thoáng qua khu chờ trong phòng khám. Mễ Uyển tò mò nhìn qua, là một con yêu quen, trưởng lão thủy tộc Dư Phi Hàng. Mễ đại sư, Dư Phi Hàng cũng nhìn Mễ Uyển. Anh bước ra khỏi khu chờ chào hỏi khách sáo. Trưởng lão Dư, sao anh lại tới đây? Mễ Uyển khó hiểu. Có chuyện muốn xác nhận với Mễ đại sư. Nói xong, Dư Phi Hàng lấy trong túi ra 2 lá bùa Mễ Uyển vô cùng quen thuộc, đưa tới trước mắt cô. Hỏi, 2 lá bùa này là cô đưa cho tụi nó? Mễ Uyển bỗng có dự cảm bất ổn. Phải, đúng thế. À, xem ra tụi nó không nói xạo. Dư Phi Hàng thở dài cất lá bùa đi. Xảy ra chuyện gì sao? Mình chỉ vẽ có 2 lá bùa định thân thôi. Chẳng lẽ Dư Phi Hàng lại vì chút chuyện nhỏ này mà trực tiếp đến tìm mình? Không có gì, chỉ là bọn nhỏ bị trường học đuổi rồi. Dư Phi Hàng nói nhẹ tênh. Cái gì? Mễ Viển bỗng thấy chột dạ. Chắc không liên quan gì đến 2 lá bùa này đâu nhỉ? Tuy không muốn nghĩ thế, nhưng Dư Phi Hàng đã đặc biệt tới đây, còn đưa bùa cho mình để xác nhận. Hiển nhiên là có liên quan. Dư Phi Hàng nhìn Mễ Uyển với vẻ phức tạp, không dám đắc tội Mễ Uyển, nhưng việc này quả thật có liên quan đến cô. Anh nói, bọn nó dùng 2 lá bùa này định thân mấy đứa nhóc khác, sau đó đánh hội đồng người ta. Mất mạng chưa? Mễ Uyển căng thẳng,
Đừng có nói mấy đứa nhóc này lấy bùa của cô làm ra chuyện gì thương thiên hại lý nha. Không có, chỉ là xây xát ngoài da thôi. Dư Phi Hàng đáp. Vậy sao lại bị đuổi học? Cô nhớ trường học yêu tộc khuyến khích đánh nhau mà. Lúc trước mấy nhóc cá cũng nói Tiểu Hại bị đánh tới mức phải nằm trên giường suốt 3 ngày, nhưng trường học vẫn không can thiệp. Sao hôm nay mới đánh có một chút bọn nó đã bị đuổi học rồi? Sắc mặt của Dư Phi Hàng càng rối rắm hơn, nhưng anh vẫn nói ra nguyên nhân. Là vì bọn nó dùng bùa của cô đưa. Là sao? Tìm mễ biển bị hẫng một nhịp. Là tại mình thật sao? Yêu tộc tụi tôi. Vừa thấy Hứa Trang kéo cửa bước vào, Dư Phi Hàng vội sửa lời. Chúng tôi có quy định, đứa nhỏ trong trường có thể mặc sức đánh nhau, nhưng không thể mượn sức của các cô. Các cô có ý chỉ ai không cần nói cũng biết. Tóm lại là, nội bộ yêu tộc đánh nhau cỡ nào cũng không sao cả. Nhưng người bắt yêu không thể can dự. Chẳng lẽ tụi nó sử dụng lá bùa cô đưa? Lại đụng tới cấm kỵ của yêu tộc nên bị đuổi học. Má ơi, sao chim sẻ tinh không nhắc nhở cô? Tôi không biết chuyện này. Mỹ Uyển vội giải thích. Tôi biết, tôi chỉ tới xác nhận một chút thôi. Dư Phi Hàng gật đầu tỏ vẻ anh hiểu. Vậy tụi nó sẽ ra sao? Bị đuổi rồi có thể đổi sang trường khác được không? Tuy bị đuổi nhưng bọn nó có ở lại cũng bị mọi người trong trường học kỳ thị. Đổi sang trường khác cũng tốt. Có thể, nhưng chỉ có thể học những trường mẫu giáo bình thường. Trường học của bọn tôi sẽ không nhận tụi nó nữa. Dư Phi Hàng nói. À cũng đúng. Tôi thấy tình trạng bọn nó đã ổn. Học trường mẫu giáo bình thường cũng được mà. Mẹ Uyển yên lòng gật đầu. Cảm thấy học trường của con người cũng tốt. Lúc này Hứa Trang cầm thứ gì đó quay lại phòng bệnh. Dư Phi Hàng thấy thế không che che giấu giấu nữa. Trực tiếp nói thẳng. Nhưng trường của yêu tộc có dạy rất nhiều kiến thức về việc tu luyện. Nếu học trường của con người thì sẽ chịu thiệt thòi. Vậy ý của anh là tìm tôi khởi binh vấn tội? Được rồi, đây đúng là trách nhiệm của cô. Vậy có cách nào để cứu vãn không? Mỹ Uyển nhỏ giọng hỏi. Dư Phi Hàng lắc đầu. Kệ đi, tôi tới đây cũng chỉ để xác nhận chuyện lá bùa thôi. Không phiền cô nữa, tôi đưa bọn nó về. Tạm biệt. Nói xong Dư Phi Hàng dắt 5 con cá con rời khỏi phòng khám. Anh ta đi rất phóng khoáng, nhưng Mễ Uyển lại bần thần không yên. Ý gì đây? Muốn xác nhận thì gọi điện thoại hay nhắn WeChat cũng được mà. Đặc biệt dắt theo cả đám tới đây là để làm gì? Mễ Uyển thở hắt ra một hơi, tự rót cho mình một tách trà. Lúc này chim sẻ tinh ôm một bao thức ăn chó bước vào. Vừa chưa đứng vững, đã bị mắng té tát như đổ nước. Sao cậu không nói trường học yêu tộc của các cậu không cho sử dụng bùa chú? Chim sẻ tinh uất ức. Thì tôi cũng có biết đâu. Hơn nữa trước kia cũng đâu có người bất yêu nào lại đi tặng bùa cho yêu tộc. Mẹ Uyển nghẹn họng, thậm chí còn thấy đau hết cả đầu. 10 giờ tối, sau một hồi tự hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, mẹ Uyển vẫn thấy cô không thể để đám nhóc đó vì mình mà thành kẻ thất học được. Vì thế cô quyết định ngồi xuống cửa sổ, định chờ yêu vương đại nhân cách vách trở về thì sẽ đi cửa sau. Thân là yêu vương, mở lại cửa sau thế này hẳn không khó. 10 giờ 15, Phan Thần về nhà. Mễ Uyển kiên nhẫn chờ anh đậu xe bước vào sân, sau đó lên gọi điện thoại. Nhìn tên hiện trên màn hình, Phan Thần thắc mắc ngẩng đầu, thoáng lướt qua cô gái đang vẫy tay với mình rồi mới nhận điện thoại. Uyển Uyển, sao vậy? Phan Thần nới lỏng cà vạt, không vào nhà mà tìm một tảng đá trong sân, nhàn nhã ngồi xuống. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Mễ Uyển cười lấy lòng. Phan Thần ngạc nhiên, không ngờ Mễ Uyển lại có việc nhờ anh giúp. Anh nghiêm mặt nói, em nói đi. À là vậy, hôm nay tôi có vẽ 2 lá bùa định thân, sau đó đưa cho tụi cá con. Tụi nó lấy đi đánh nhau với mấy bạn học trong trường, sau đó bọn nó bị đuổi học. Không đợi Mễ Uyển nói hết, Phan Thần tự nhiên tiếp lời. Đúng đúng, anh cũng biết à? Mễ Uyển ngượng ngùng nói. Lúc đặt ra bộ nội quy này, anh cũng có xem qua, đương nhiên phải biết. Vậy có cách nào có thể để bọn nó trở lại trường học không? Mễ Uyển hỏi. Tôi không cố ý. Tôi không biết dùng bùa chú sẽ bị đuổi học. Nhờ biết thì chắc chắn tôi sẽ không vẽ cho bọn nó đâu. Chỉ là tôi thấy bọn nó bị đánh thảm quá, cho nên mới động lòng trắc ẩn. Anh biết em không cố ý. Thầy Mễ Uyển kích động, Phan Thần dịu dàng an ủi. Anh có thể giải thích với hiệu trưởng cho bọn nó đi học lại được không? Không được, anh không thể làm thế. Phan Thần lắc đầu. Vì sao? Mễ Uyển khó hiểu. Phan Thần là yêu vương, cho chuyện nhỏ ấy sao lại không làm được? Anh từng nói với em rồi. Yêu tộc và hiệp hội bắt yêu chỉ giữ sự bình yên ngoài mặt, trên thực tế thì vẫn ở thế đối lập.
Yêu tộc mượn sức của người bất yêu để đối phó với người trong tộc là tối kỵ. Dù anh có là yêu vương cũng không thể coi nhẹ điểm này được. Trừ khi cái gì? Mễ Uyển kích động, quả nhiên vẫn còn hy vọng. Trừ khi Phần Thần bỗng nhớ tới lời trêu chọc của cáo yêu Toàn Tuấn Tài trong văn phòng lúc chiều. Lão đại, Mễ đại sư đang lựa chọn xem nhẹ lời tỏ tình của ngài, sau đó làm như chưa có gì xảy ra. Nhưng ngài không thể để câu chuyện đi theo chiều hướng đó được. Nếu ngài vẫn muốn theo đuổi cô ấy thì không được để cô ấy đối lòng như thế. Phải thời thời khắc khắc nhắc nhở cô ấy, khiến cô ấy không cách nào né tránh được chuyện này. Trừ khi em là bạn gái của anh mới có cớ để mở cửa sau. Phan Thần nói, tôi tự nghĩ cách. Nói xong, Mễ Uyển đóng sầm cửa sổ, định động nhảy lên giường, bọc chăn kín đầu, thét lên chói tai. Chết mất, sắp không chịu nổi rồi. Ở sân nhà kế bên, Phan Thần nghe tiếng thét chói tai trong điện thoại, mỉm cười cúp máy. Nếu để người nào đó hét xong tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn chưa tắt điện thoại, thì chắc lại trốn mình lần nữa. Sau đó, một đêm này, cành liễu bên hồ lại được dịp đâm chồi thay lá. Mẩu chuyện nhỏ. Hôm sau, Toàn Tuấn Tài đến công ty, liền nhận được một bao lì xì thật lớn. Chờ tới lúc chia hoa hồng mà ta. Bộ phận tài vụ. Tổng tài kêu phát tiền thưởng cho anh. Ế, mình đã làm gì ta? Chương 71. Nhà trẻ Bắc Giang. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông tan học vang lên nháy mắt, liền vực dậy tinh thần của tất cả mọi người. Ai nấy đều ngồi lại ngay ngắn. Dù đã dạy học nhiều năm, tập mãi thành quen, thầy giáo già vẫn không khỏi giật giật mép môi. Ông khép tập bài giảng lại, nói với nam sinh ngồi ở hàng thứ hai. Lớp trưởng, thu hết bài tập tôi giao tuần trước lại, lát nữa đem đến phòng tôi. Vâng, thưa thầy. Hàn Tiêu vội vàng đứng dậy, trả lời. Thầy giáo già ôm chồng bài giảng, bước từng bước ra khỏi phòng học. Đêm qua, Hàn Tiêu đã nhắn lên group lớp, hôm nay phải nộp bài tập. Các sinh viên đều đã có chuẩn bị. Ai cần làm thì làm, ai cần chép thì chép. Lát sau liền nộp hết bài tập cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu kiểm tra, phát hiện bị thiếu một quyển. Đang định hỏi là ai chưa nộp, vừa ngẩng đầu đã thấy Mễ Uyển vẻ mặt tiều tụy đứng trước mặt mình. Bộ dáng đó cực kỳ giống với Kim Minh Hiên thức trắng đêm cày game. Mễ Uyển, hôm qua cậu thiếu ngủ hả? Hàn Tiêu hỏi theo bản năng. Mễ Uyển buồn ngủ muốn chết. Một tiếng rưỡi trong lớp không đủ để cô ngủ bù. Lát nữa rồi phòng học cô phải ngủ thêm giấc nữa mới được. Đều tại tên ngốc Phan Thần kia. Khó lắm cô mới quên được chuyện tỏ tình. Bệnh mất ngủ vừa được chữa khỏi, kết quả lại bị anh làm cho tái phát. Cậu nộp bài tập chưa? Hàn Tiêu hỏi lại. Mễ Uyển lắc đầu, nói giọng ỉu xìu. Tôi đã làm rồi, nhưng mà lúc sáng quên mang theo. Nộp trễ một chút có được không? Lúc sáng cô bị thím Trương hùng hổ lôi xuống giường, cả rửa mặt còn xém quên, làm sao nhớ được chuyện đem bài tập. Cậu để ở đâu? Nếu để ở phòng khám thì cậu đi lấy đi, tôi chờ. Hàn Tiêu thấu tình đạt lý hỏi. Ở nhà cơ, Mễ Uyển đáp. Vậy thì không chờ được rồi. Hàn Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói thêm. Tôi có thể nói với thầy giáo giúp cậu. Buổi trưa cậu về lấy rồi tự nộp cho giáo viên nhé. Thầy Mộc tốt tình lắm đấy, chắc sẽ đồng ý thôi. Được, tôi đi trước đây. Mễ Uyển gật đầu vừa ngáp vừa đi ra. Tiết tiếp theo học ở phòng kế cầu thang. Cô nhanh chóng qua đó ngủ bù. Đúng rồi, trước khi ngủ còn phải gọi điện cho chú Diệp, nhờ ông tìm người đem bài tập lên cho cô. Lại thêm 2 tiết. Mễ Uyển ngủ bù chừng 4 tiết, cuối cùng cũng tỉnh táo lại được đôi chút, nhưng vẫn còn thấy mệt. Loài người thống nhất của vào buổi tối cũng có cái lý của nó. Nếu tối không ngủ, ban ngày dù có ngủ bù cỡ nào cũng thấy uể oải. Buổi chiều nhớ nộp bài tập đấy, sau này cũng đừng thức đêm nữa. Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển mơ mơ màng màng, sợ cô quên tốt bụng nhắc nhở. Ai, biết rồi, tôi đã nhờ người đem bài tập lên cho tôi. Còn nữa, tôi không có thức đêm, tôi là bị mất ngủ. Mễ Uyển nói giọng căm phẫn. Chẳng lẽ cô không muốn ngủ à? Đêm qua cô nằm trên giường trừng mắt đến tận sáng đấy. Mất ngủ? Chẳng lẽ do lớn tuổi? Kim Minh Hiên đứng cạnh cười trêu chọc. Cậu biết nữ sinh ghét nhất là bị người khác nói mình già. Đúng vậy, tôi đã hơn 500 tuổi rồi. Tính theo tuổi của con người, cô quả thật đã già. Tiếc là cô không mất ngủ vì lớn tuổi, mà đau đầu vì chuyện tình cảm. Ha, tôi rất thích điểm này của cậu. Cậu thích tôi á? Mễ Uyển hoảng hồn, cơn buồn ngủ cũng bay biến. Sao đây?
Chẳng lẽ mùa xuân đến nên hoa đào của mình bắt đầu nở? Ngay cả Kim Minh Hiên cũng tỏ tình với mình. Ê, cậu nghĩ bậy bạ gì thế? Tôi chỉ nói là tôi thích cái tính cách hài hước của cậu thôi. Vẻ mặt Kim Minh Hiên rất là bất đắc dĩ. Ồ, vậy thì tốt, làm tôi sợ muốn chết. Mễ Uyển thở phào một hơi. Hàn Tiêu và Lưu Cố chứng kiến cả quá trình, ôm bụng cười nắc nè, chỉ vào khuôn mặt đỏ lưng của Kim Minh Hiên cười nhạo. Bị ghét bỏ kìa. Cười cái rắm ấy. Kim Minh Hiên cũng câm nín. Cậu không ngờ mình chỉ mở miệng trêu chọc một câu, Mễ Uyển lại đào cho mình cái hố lớn, còn tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng như thế. Cậu có gì không tốt chứ? Dù gì cậu cũng là tình anh tương lai cơ mà. Vậy thì tôi đi trước nha. Mễ Uyển cười gượng hai tiếng, xách túi chạy mất. Ngủ tới giờ ngọ, Mễ Uyển có chút khát nước, đi tới tiệm trà sữa trước cổng trường mua một ly trà chanh đá, rồi mới thủng thẳng đi tới phòng khám. Đang đi, cô bỗng cảm nhận được vài luồng yêu lực mỏng manh. Yêu lực có hơi quen, hình như cô vừa cảm nhận được gần đây. Bà chủ, tan học rồi sao? Mấy đứa nhóc họ hàng xa của cô lại tới nữa, đã chờ được một lúc rồi. Lúc này Hứa Trang bước ra cửa phòng khám, thoáng thấy Mễ Uyển đằng xa liền vẫy tay. Mấy đứa nhóc họ hàng xa, cụm từ này hơi quen tai, chẳng lẽ... Chị! Sau lưng Hứa Trang lòi ra năm khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nụ cười sáng lạn, ngây thơ vô đối. Phụt, ngụm nước trà trong miệng Mễ Uyển bị phun thành thần nữ giải hoa. Má ơi, không lẽ mấy đứa nhóc này định bám chặt lấy cô không buông sao? Cô chỉ vẽ hai lá bùa mà Thủy Tộc đã định bắt cô chịu trách nhiệm đến cùng sao? Mễ Uyển bỗng nhớ tới một câu thoại trong bộ phim cô xem gần đây. Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định... Ai, được rồi, ông trời sẽ không cho thêm cô một cơ hội nào cả. Bà chủ, tôi muốn xin nghỉ phép. Hứa Trang định gọi điện báo với Mễ Uyển, vừa lúc gặp cô ở đây anh nói luôn. Hôm nay Tiểu Tâm Nguyện tập đứng lên, tôi phải qua đó xem, có thể sẽ về trễ. Tiểu Tâm Nguyện chính là hiêu sao đó, tình hình hồi phục của nó rất tốt, xương lành lại rất nhanh. Vừa nãy giáo sư gọi điện cho tôi nói hôm nay nó đã có thể đứng lên, chỉ cần Tiểu Tâm Nguyện có thể đứng dậy được, chẳng mấy chốc sẽ về được rừng rồi. Hứa Trang hào hứng nói, lúc trước anh đã cam đoan với tụi gấu đen sẽ chữa khỏi cho hiêu sao. Hơn nữa nghe những người ở quê nói, từ lúc đưa hiêu sao đi, mỗi ngày đều có các loài động vật khác nhau ra bìa rừng canh gác, như là đang đợi hiêu sao trở về. Đi đi. Mễ Uyển sảng khoái vất tay, sau đó trầm mặt dẫn năm con cá con vào phòng khám. Bà chủ, tan học rồi, trưa nay muốn ăn gì tôi mua cho cô. Chim sẻ tinh ân cần tiếp đón. Không cần, giờ cô không muốn ăn. Cô thở dài, nhìn lướt qua năm con cá con, mệt mỏi hút một ngụm trà chanh mới lấy lại được chút bình tĩnh. Sao mấy đứa lại tới nữa? Không phải bị đuổi học rồi, không cần đến trường sao? Sao lại lên bờ rồi? Là trưởng lão Dư gửi tạm tụi nó ở đây. Trưởng lão Dư có việc gấp phải đi, buổi chiều sẽ quay lại đón tụi nó. Chim sẻ tinh trả lời thay. Đáp án này không thể khiến cho Mễ Uyển hài lòng. Dư phi hàng có ý gì đấy? Muốn gửi cá con sao phải đem tới tận chỗ cô? Căn bản là đang biến tướng nhắc chuyện cô đã hãm hại năm đứa này bị đuổi học. Hiểm thiệt nha. Chị ơi, chị, chúng em sắp được đi trường mẫu giáo mới rồi. Cô bé Nhã Nhã vui vẻ chia sẻ tin tốt cho Mễ Uyển. Thật sao? Mễ Uyển mắt sáng rỡ. Dạ, hôm nay trưởng lão Dư dẫn tụi em đi tìm trường mẫu giáo. Cả sáng tụi em đã tới thử hai trường, trường nào cũng tốt hết á. Nhã Nhã giơ hai ngón tay một cách đáng yêu. Các em thích nhà trẻ bình thường? Mễ Uyển vừa nghe đã biết Dư Phi Hàng tìm nhà trẻ của con người cho tụi nhỏ. Dạ thích. Năm con cá con vui vẻ gật đầu. Mễ Uyển nghe thế trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Thì ra Dư Phi Hàng không phải bắt cô chịu trách nhiệm, chỉ đơn thuần là muốn gửi trẻ. Cô cũng không cần đắn đo tìm phàn thần đi cửa sau nữa. Vậy hai trường đó, tụi em định chọn trường nào? Mễ Uyển cười hì hì hỏi thử. Cả hai cái đều không chọn. Lần này người trả lời là Tiểu Hải. Chẳng lẽ mấy đứa không thích cái nào hết cả? Mễ Uyển khó hiểu. Là bọn họ không thích tụi em. Vẻ mặt Tiểu Hải ủ rột. Gì? Lại không thích tụi em? Tụi em có thể chất khiến cho người gặp người ghét hay sao chứ? Chị, trường học con người rất nghiêm khắc. Muốn vào học còn phải phỏng vấn. Cô bé Nhã Nhã vuốt vuốt tím tóc, âu sầu. Đúng đó, câu hỏi họ đưa ra rất là khó, tụi em đều không biết. Cá béo cũng oán giận. Thật ra đều là tại đoá đoá hết. Thầy giáo kêu cậu biểu diễn tài năng, sao cậu lại làm bể kính chứ?
Bạn nhỏ ăn nhân hờn dỗi Đoá Đoá. Thì là tại thầy giáo kêu tớ hát mà. Bạn nhỏ Đoá Đoá tỏ vẻ mình không hề cố ý. Lùng phỏng vấn ở trường đầu tiên, tiểu hài còn biểu diễn dùng tay đập gãy bàn kia mà. Khuôn mặt ngăm đen của tiểu hài bỗng chốc đỏ lên. Mẹ Uyển thấy thật là mệt tâm. Mấy cái đứa này cứ như thế thì đòi học trường bình thường kiểu gì, dù có học cũng sẽ bị đuổi tiếp thôi. Cứu mạng, sao tay mình lại thối vậy? Vẽ phù định thân cho bọn nó làm gì cơ chứ? Mễ Uyển thề sau này sẽ không bao giờ vẽ phù định thân nữa. Ủa, nhiều bạn nhỏ quá vậy? Bỗng nhiên một ông bác mặc kiểu áo tôn trung sơn cầm bình giữ nhiệt xuất hiện ở cửa. Ông nhìn đám nhóc đang líu xíu trong phòng khám, nói giọng hiền từ. Diệp quản gia. Chim sẻ tinh tiếp đón niềm nở. Lúc phòng khám vừa khai trương, Diệp quản gia thường xuyên đến đây, cũng nhờ thế mà họ quen nhau. Cô chủ, Diệp quản gia tươi cười bước qua chỗ Mễ Uyển. Chú Diệp, sao chú lại tới đây? À, tôi muốn trồng một cây ăn quả trong sân. Hôm nay đã sai Tiểu Trương và người làm vườn cùng đi mua. Trong nhà không còn lái xe, cho nên tôi đành tự đưa bài tập đến cho cô. Diệp quản gia cười sang sảng đáp. Ông đưa vở bài tập kẹp dưới cánh tay cho Mễ Uyển, sau đó đặt bình giữ nhiệt lên bàn. Lúc nãy thím Trường nấu canh cá, tôi đem một ít tới đây cho cô uống. Canh cá? Cá gì? Năm con cá con căng thẳng hỏi. Diệp quản gia ngẩn ra, kinh ngạc nhìn năm đứa nhỏ, hiền từ đáp. Là canh cá trích. Hi, may thật, không phải tụi mình. Năm con cá con đồng loạt thở phào một hơi. Mễ Uyển, chim sẻ tinh cập nín. Khó trách, dân số tộc cá trích ít như thế, giờ là bị tóm đi nấu canh hết cả rồi. Nhóc cá nhanh mồm nhanh miệng cảm thán. Nói vậy bà gì đó. Chim sẻ tinh nhịn không được nữa, cốc mạnh lên đầu nhóc béo, làm nhóc đau muốn rớt nước mắt. Xin lỗi. Nhóc béo cũng tự biết mình nói sai, ôm đầu nhỏ giọng nhận lỗi. Không sao, không sao, canh cá còn nhiều lắm. Mấy bạn nhỏ có muốn uống không? Người già đều thích trẻ con, huống chi cả năm đứa này đều rất đáng yêu. Từ lúc Diệp quản gia vào cửa, tươi cười trên mặt luôn không ngớt. Năm con cá con đồng loạt lắc lắc đầu. Chú Diệp, để tôi uống cho, bọn họ không thích ăn canh cá đâu. Mễ Uyển vội kéo bình giữ nhiệt tới trước mặt mình. Diệp quản gia cũng không kiên trì nữa, vừa rót canh cho cô chủ nhà mình, vừa nói. Mấy nhóc này là của nhà ai thế? Sao lại ở đây cả vậy? À, là của nhà một người bạn, gửi tạm ở đây, lát nữa sẽ đưa đi liền. Mễ Uyển trả lời. Người bạn này của cô có phúc ghê, lại có được năm đứa nhóc đáng yêu như thế. Cảm ơn ông ạ. Năm đứa nhóc lớn đến chừng này, trước giờ toàn bị người trong tộc ghét bỏ. Đến lúc đi học thì bị bạn học ghét bỏ. Lần đầu tiên có người khen tụi nó đáng yêu, ai nấy đều rất vui vẻ. Ngoan quá, đi nhà trẻ chưa? Giọng của Diệp quản gia mềm xuống. Dạ đi rồi, nhưng chúng cháu vừa bị đuổi học, đang tìm nhà trẻ mới. Cô bé Nhã Nhã đáp. Đuổi học? Diệp quản gia ngẩn ra. Nhà trẻ mà cũng đuổi học nữa sao? Nhà trẻ tư nhân, nội quy cũng nhiều hơn. Mễ Uyển sợ mấy con cá nhỏ nói lung tung, vội giành trước giải thích. À, Diệp quản gia cũng là người lăn lộn trong giới phú hào nhiều năm, đầu óc linh hoạt, nhanh chóng tìm cho mình được một cái cớ. Tám phần là gia đình mấy đứa này gặp khó khăn, không đủ khả năng chi trả cho nhà trẻ đó, cho nên mới phải nghỉ học. Xã hội hiện đại, ngay cả nhà trẻ cũng phân chia giai cấp. Vậy đã tìm được trường mẫu giáo mới chưa? Ánh mắt Diệp quản gia nhìn mấy đứa nhỏ càng dịu dàng hơn. Tìm được vài nơi rồi, đang chờ phỏng vấn là có thể đi học. Mễ Uyển tiếp tục đáp thay, chỉ sợ đám cá con nói ra chuyện tiếng hát làm vỡ thủy tinh. Nhưng phỏng vấn quá khó, tụi cháu không qua được. Dù Mễ Uyển đáp thay cũng không ngăn được nỗi lòng muốn tống khổ của đám cá nhỏ. Làm cách nào mấy đứa nhỏ loài người qua được phỏng vấn vậy? Chẳng lẽ họ đều thông minh hết sao? Tiểu Hải, nếu chúng ta không qua được thì không thể đi học được. Nhã Nhã e dè hỏi Tiểu Hải. Không đâu, Tiểu Hải an ủi. Mễ Uyển đen mặt. Tuy đám cá con chưa nói lung tung, nhưng cô vẫn sợ, vội nói. Chú Diệp, cháu còn có việc, chú bận thì về trước đi. Ấy, chú không bận, chờ cô uống canh xong rồi về cũng được. Diệp quản gia đang vui vẻ trò chuyện với đám nhóc, làm sao mà bỏ về được. Nếu không phải canh cá còn nóng, có tin tôi phun một ngụm cho chú xem không? Rơi vào đường cùng, Mễ Uyển đành yên lặng ăn canh, đồng thời canh chừng đám nhóc nói chuyện với chú Diệp. May mà hữu kinh vô hiểm, đám cá con cũng không nói lung tung. Trước khi về, Diệp quản gia còn sờ đầu đám nhóc an ủi. Đừng lo, chắc chắn tụi cháu sẽ tìm được nhà trẻ thích hợp.
Nếu thật sự tìm không được thì tới nhà trẻ Bắp Giang đi. Bắp Giang ạ? À? Năm đứa nhóc ngẩn ra. Nghe có vẻ là một nhà trẻ rất tốt. Đúng đó. Chú Diệm nhìn Mễ Uyển, nói lời thấm thía. Cô chủ, tôi biết cô không muốn dựa dẫm người nhà, nhưng khách khí quá thì không tốt đâu. Đứa trẻ nhà bạn cô muốn tìm trường mẫu giáo, cô cứ nói với người nhà là được. Nhà trẻ của mình mà, nói một tiếng là xong. Khách sáo quá sẽ làm tổn thương tình cảm đó. Nói xong chú Diệp lại thở dài, sờ sờ đầu đứa nhóc đứng gần nhất, sau đó mới rời khỏi phòng khám. Chị, nhà chị có trường mẫu giáo ạ? À? Năm con cá con kích động vây quanh Mễ Uyển. Tụi em có thể tới học không? Khỏi phỏng vấn có được không ạ? À? Để chị hỏi thử đã. Lúc lấy di động ấn gọi cho Mễ Viêm, Mễ Uyển vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao mọi chuyện lại đi đến bước này rồi? Sau hai hồi chuông, điện thoại được kết nối. Giọng điệu lạnh lùng của Mễ Viêm truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại. Alo? Alo? À, là em. Có chuyện này. Mễ Uyển ậm ờ, không biết phải mở miệng thế nào. Kỳ thật sau lần đón năm mới đó, cô rất ít khi về nhà chính, cũng rất ít khi liên hệ với Mễ gia. Còn đang do dự, năm đứa nhóc đã vây chặt lấy, năm đôi mắt sáng lấp lánh đồng loạt nhìn thẳng vào cô. Nói đi, vừa lúc anh rảnh, có chuyện gì? Mễ Viêm biết em gái anh hiện giờ đã khác xưa, chủ động gọi điện nhất định là có việc muốn nhờ. Thì có phải nhà chúng ta có một trường mẫu giáo không? Mễ Uyển không cách nào làm lơ năm cặp mắt sáng ngời đó được. Đúng là có một cái, dành riêng cho con em của nhân viên trong tập đoàn, xem như một loại phúc lợi. Sao? Mễ Viêm hỏi. À, em có người bạn, mấy đứa bé nhà họ không tìm được nhà trẻ thích hợp, không biết có thể... Có thể, lát nữa anh sẽ để trợ lý liên lạc với em. Hiếm khi Mễ Uyển có việc nhờ anh giúp đỡ, làm sao Mễ Viêm từ chối được. Thậm chí còn tiếc sao cô chỉ nhờ một chuyện nhỏ như vậy. Được, cảm ơn anh hai. Mễ Uyển vui vẻ nói cảm ơn. Có rảnh về nhà ăn cơm. Cúp đây. Như sợ Mễ Uyển từ chối, Mễ Viêm chủ động cúp điện thoại. Mễ Uyển cúi đầu đón nhận năm ánh mắt chờ mong, gật đầu thật mạnh. Thành công rồi. Yeah! Năm con cá con vui vẻ nhảy nhót trong phòng khám. Tụi em sắp được đi học ở nhà trẻ Bắp Giang, còn không cần phỏng vấn ạ? À? Phỏng vấn? Mễ Uyển suy tư. Cảm thấy mình cần phải nghĩ cách hạn chế uy lực của năm đứa nhóc này mới được. Bằng không hễ cất giọng là vỡ cửa sổ, bánh một cái là gãy bàn, người khác sẽ phát khiếp mất. Một giờ sau, chờ Dư Phi Hàng xong việc, trở lại phòng khám đón năm con cá con, thì phát hiện Mễ Đại Sư đã giúp anh giải quyết vấn đề đi học của tụi nhỏ. Mễ Đại Sư, cảm ơn. Dư Phi Hàng lao tâm lao lực quá độ vội cầm tay Mễ Uyển, bày tỏ lòng biết ơn. Ngoại trừ việc cười trừ, Mễ Uyển không biết phải phản ứng thế nào. Buổi chiều Mễ Uyển còn có tiết, cô đưa số điện thoại của trợ lý Mễ Viêm cho Dư Phi Hàng xong liền đi. Tập đoàn Vạn Vật, Yêu Vương đại nhân học được bản lĩnh cua gái chân truyền của cáo yêu, thoáng nhìn đồng hồ báo thức trên tường. 1:50, nhận định Mễ Uyển đã ngủ bù đủ, ăn xong bữa trưa. Đúng vậy, Yêu Vương đại nhân có được tin tình báo của sóc con, biết chuyện người nào đó mất ngủ cả đêm. Yêu Vương đại nhân lấy di động, mở khóa vân tay, sau đó vào khung WeChat của Mễ Uyển, vừa cười gian trá vừa gửi tin. Uyển Uyển, nghĩ sao rồi, có muốn đi cửa sau không? Hàn Thần biết chắc chắn Mễ Uyển không đồng ý, anh gửi tin chủ yếu chỉ muốn nhắc nhở người nào đó, mình còn đang chờ câu trả lời của cô thôi. Đinh, Phan Tần ngạc nhiên nhíu mày. Mẹ Uyển trả lời nhanh vậy, cứ tưởng cô sẽ vờ như không thấy hoặc phải lâu lâu sau mới trả lời mình chứ. Anh mở máy đọc tin. Không cần, tôi đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi, Phan Tần trả lời ngay. Giải quyết thế nào? Tôi tìm nhà trẻ mới cho tụi nó. Theo sau còn có gif là hình một con thỏ ngẩng đầu đắc ý. Vừa nhìn thấy hình con thỏ, Phan Tần bật cười thành tiếng. Cười một lúc anh mới buông di động, bấm điện thoại nội tuyến kêu Toàn Tuấn Tài vào. Đại nhân. Lát sau Toàn Tuấn Tài bước vào. Chuyện mua trường mẫu giáo không cần làm nữa, Phan Thần nói. Không làm, không phải ngài muốn tiến hành lại kế hoạch để yêu con và người thường lớn lên chung với nhau sao? Toàn Tuấn Tài ngạc nhiên hỏi. Uyển Uyển đã tìm được nhà trẻ cho đám nhóc đó rồi, cậu đưa vòng tay khống chế yêu lực cho Dư Phi Hàng đi. Anh vốn muốn mượn chuyện cá yêu khởi động lại kế hoạch này. Yêu tộc từng trúng yêu độc ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn với yêu tộc. Để họ chung sống với những yêu tộc vốn khỏe mạnh cũng không phải cách hay. Mà họ lại được Mễ Uyển cứu. Phan Thần nghĩ có lẽ để đám yêu con này vào học trường của con người,
có thể sẽ có hiệu quả. Được, Toàn Tuấn Tài gật đầu. Đúng rồi, nhóc cáo con nhà cậu ở trường có ổn không? Phan Thần hỏi. Tiểu Thụy, nó tốt đến không thể tốt hơn. Nhóc con nhà anh có mị cốt trời sinh, cười một cái tất cả mọi người đều sẽ mê đắm. Vậy cậu ta có muốn chuyển trường không? Phan Thần lại hỏi. Chuyển CPU của cáo yêu bắt đầu chạy. 2 giây sau, Toàn Tấn Tài quyết đoán nói. Chuyển chứ. Nó vô cùng muốn chuyển đến trường của con người. Tốt nhất là được học chung với mấy con cá con kia. Phan Thần mỉm cười gật đầu, tiếp tục nhìn anh ta. À đúng rồi, trường học này là do Mễ đại sư tiến cử đúng không? Hai đại nhân hỏi giúp tôi trường của cô ấy có nhận người không? Sao cậu không tự hỏi em ấy đi? Phan Thần hỏi. Đại nhân, ngài quên rồi sao? Sắp tới tôi phải đi công tác, xa lắm, tận nước ngoài, còn khá lâu nữa. Vậy được, tôi sẽ hỏi giúp cậu. Phan Thần hài lòng. Cảm ơn đại nhân. Mẩu chuyện nhỏ. Toàn Tuấn Tài vừa ra cửa tìm người đặt vé máy bay. Công nhân. Trợ lý Toàn, anh muốn đi đâu? Nước ngoài, nước nào xa hoa hạ thì tới đó. Hả? Chương 72. Tai nạn xe. Tan làm về nhà, Phan Thần bất giác nhìn lên cửa sổ lầu 2 của nhà kế bên, không biết từ lúc nào. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi mở cổng chính là ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Đèn vẫn chưa tắt. Phan Thần bật cười thật khẽ. Anh còn tưởng Mễ Uyển sẽ tiếp tục trốn anh một tuần. Đang suy nghĩ, di động bỗng vang lên. Anh lấy ra xem. Là tin nhắn Toàn Tuấn Tài gửi tới. Đại nhân, bao giờ đưa Tiểu Thụy cho ngài thì được, để tôi có thể xác định ngày đi công tác. Phan Thần suy tư một lát trả lời. Sáng mai đưa tới đi. Trả lời tin nhắn của cáo yêu xong, Phan Thần mở khung hội thoại với Mễ Uyển lên, định bàn với cô về việc này. Nhưng chữ mới đánh được một nửa, yêu vương đại nhân bỗng dừng tay. Anh xoay đầu nhìn lên cửa sổ nhà bên, không biết nghĩ gì mà bỗng cất di động, đi về phòng. Sáng hôm sau khi đánh một giấc no nê, Mễ Uyển vươn vai ưỡn lưng rồi xuống giường vào toilet đánh răng rửa mặt. Vừa xong xuôi liền thấy thím Trương vẻ mặt hớn hở, cộng thêm gấp gáp chạy vào phòng ngủ của cô. Cô chủ, sao cô chưa thay quần áo nữa? Mễ Uyển nhìn xuống áo ngủ trên người mình, lại liếc sang đồng hồ treo tường. Hôm nay mình dậy sớm hơn ngày thường nửa tiếng, sao ý của thím Trương cứ như mình đang trễ vậy? Thím Trương, sáng nay có việc gì đặc biệt sao? Mễ Uyển ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ mình đã quên mất chuyện hệ trọng nào đó? Ấy đâu có. Thím Trương vừa nói vừa kéo Mễ Uyển vào phòng thay đồ bên cạnh, bắt đầu lục lọi. Thế sao thím gấp gáp vậy? Mễ Uyển càng khó hiểu. Phản tiên sinh tới đây. Thím Trương lấy hai món quần áo trên giá treo xuống, gớm thử trước người Mễ Uyển, sau đó lại chọn một cái đầm màu hồng nhạt đưa cho cô. Cô chủ, cái này đẹp, hồng phấn là điểm lành. Phản tiên sinh. Mễ Uyển ôm váy hồng ngẩn ra. Đúng đúng đúng, là Phan tiên sinh mà cô thích đó. Sáng nay tự nhiên cậu ta tới nhà, Diệp quản gia đang đón tiếp ở dưới, cô nhanh lên. Thím Trương giúp Mễ Uyển thay quần áo. Mễ Uyển máy móc thay đồ trong sự hoang mang. Có ý gì? Tôi thích ai cơ? Phan tiên sinh á? Là Phan thần hả? Sao Phan thần lại tới nhà mình? Mễ Uyển ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng thay quần áo, bỏ luôn áo khoác Thím Trương lựa cho cô, vội đẩy cửa chạy xuống lầu. Thím Trương chậm chân, cầm áo khoác đuổi tới cửa thì cô chủ đã mất dạng. Thở dài một tiếng, cô chủ, dù cô có nôn nóng muốn gặp Phản tiên sinh cũng phải nên chải lại tóc trước đã chứ. Đúng vậy, Thím Trương đuổi theo Mễ Uyển không phải để đưa áo mà muốn nhắc tóc của cô chủ vẫn còn bù xù. Dưới lầu, Diệp quản gia pha một ấm trà đem lên, đang định nói chuyện, trên lầu chợt vang lên một chuỗi tiếng bước chân dầm dập, tiếng chân dồn dập, có vẻ ai đó đang gấp gáp chạy xuống lầu. Diệp quản gia giật giật khóe mắt. Ông biết cô chủ nhà mình thương thầm Phan tiên sinh nhà kế bên, nhưng chí ít cũng nên rụt rè một chút chứ. Cô chủ nhà tôi, nghe tin Phan tiên sinh tới có hơi kích động. Diệp quản gia cố cứu vãn mặt mũi cho cô chủ. Phan Thần định ngửa đầu nhìn chỗ cầu thang. Nghe Diệp quản gia nói vậy thì tò mò hỏi. Uyển Uyển có nhắc tới tôi? Đương nhiên là không, nhưng chúng tôi đều có hỏa nhãn kim tinh. Ai ai cũng thấy cô ấy thầm thương trộm nhớ cậu. À, cô chủ nhà tôi rất ngưỡng mộ Phan tiên sinh. Là chủ tịch tập đoàn Vạn Vật, nhân vật truyền kỳ của cả giới thương nghiệp và lĩnh vực bảo vệ môi trường. Người ngưỡng mộ Phan tiên sinh nhiều vô số. Diệp quản gia nghĩ mình nói câu này có thể tiến cũng có thể lùi. Vừa có thể hiểu cô chủ nhà tôi thích cậu, cũng có thể hiểu cô ấy đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ cậu. Đúng vậy,
Đây là bản lĩnh phải chui rèn mỗi ngày để trở thành một quản gia đủ tư cách. Uyển Uyển, hai mắt Phan Thần tỏa sáng, cảm thấy hôm nay mình tới đây quả là một quyết định sáng suốt, không ngờ lại có thể nghe được cái tin tốt thế này. Đang định hỏi thêm vài câu, giọng của mẹ Uyển đã từ chỗ cầu thang vọng tới. Phan Thần, sao anh lại tới đây? Diệp quản gia và Phan Thần đồng thời quay đầu, sau đó mỗi người một vẻ. Diệp quản gia, ấy cổ chủ à, tạo hình của cô là sao đây chứ? Dù cô nôn nóng muốn gặp Phan tiên sinh, cô cũng nên chỉnh chu một chút chứ. Tôi đã nhờ thím Trương lên giúp cô rồi, sao ngay cả tóc cô còn chưa chải là sao? Là sao hả? Phan Thần, lại không chải đâu. Đúng vậy, do người nào đó thường xuyên mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ nói chuyện với anh. Yêu Vương đại nhân đã được chiêm ngưỡng đủ bộ sưu tập tạo hình trước và sau khi ngủ của người nào đó. Tính ra thì ở một khía cạnh nào đó, hai người họ cực kỳ thân quen. Cô chủ, cô có muốn về phòng chỉnh trang lại một chút không? Diệu quản gia vò tóc, cố gắng ra hiệu. Đáng tiếc, Mễ Uyển không hiểu. Cô khoát tay từ chối, bước xuống cầu thang đi tới trước mặt Phan Thần hỏi lại. Sao anh tới đây? Có việc muốn nhờ em giúp cho nên mới tới đây. Phan Thần cười đứng lên. Có chuyện gì lại không thể nói qua điện thoại? Mễ Uyển khó hiểu. Diệp quản gia đứng cạnh nhìn Mễ Uyển nói chuyện một cách đầy tự nhiên, đầu đầy vạch đen. EQ của cô chủ hình như có hơi thấp. Anh nghĩ chúng ta ở cạnh nhau, tự mình sang đây sẽ có thành ý hơn. Phan Thần tiếp tục mỉm cười. Diệp quản gia, nhìn đi, nhìn Phan tiên sinh đi, coi người ta lịch sự, phong độ biết bao nhiêu. À, Mễ Uyển ngẫm lại thấy cũng đúng. Trước giờ họ toàn trèo tường gọi điện thoại, chưa từng sang nhà gặp mặt đàng hoàng. Thế nên hôm nay Phan Thần tới đây cô mới lấy làm lạ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Người thường hẳn nên tới nhà gặp mặt quang minh chính đại thế này mới đúng. Bọn họ trước giờ cứ như đang vụng trộm. Thế anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì? Cháu của Toàn Tuấn Tài muốn đổi trường mẫu giáo. Nhờ tôi lại đây hỏi thử xem nhà trẻ Bắp Giang của nhà cô có còn chỗ hay không? Phan Thần hỏi. Tiểu Thụy. Mễ Uyển kịp thời sửa miệng. Ừ, Phan Thần gật đầu. Sao Toàn Tuấn Tài không tự nói với tôi? Biết chăng thế nào Mễ Uyển cũng hỏi câu này. Cậu ta phải đi công tác đột xuất. Mới sáng sớm đã gửi Tiểu Thụy tới chỗ anh rồi đi rồi. Vậy nên anh dẫn nó sang đây luôn. Phan Thần đã chuẩn bị sẵn đáp án, bình tĩnh trả lời. Cáo con cũng tới đây à? Mễ Uyển nhìn trái, nhìn phải không thấy cáo con đâu. Tiểu Thụy chưa ăn sáng, Diệu quản gia sợ nó đói cho nên đã dẫn nó vào nhà ăn rồi. Phan Thần đoán được suy nghĩ của Mễ Uyển. Đúng đúng, con nít không thể chịu đói đâu. Cô chủ ăn chưa? Tôi đi chuẩn bị ngay. Lát nữa cô và Phan tiên sinh cùng dùng bữa luôn. Diệp quản gia nhìn chằm chằm vào mái tóc tổ quạ của cô chủ nhà mình, vẻ mặt tuyệt vọng. Nói chuyện nãy giờ, có muốn chỉnh trang cũng đã muộn rồi. Ai, thôi vậy. Làm phiền Diệp quản gia. Không đợi Mễ Uyển trả lời, Phan Thần đã chủ động đồng ý. Ai, không phiền, không phiền. Tôi đi chuẩn bị ngay. Diệp quản gia tươi cười bước ra phòng khách. Diệp quản gia đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Mễ Uyển nhìn Phan Thần với vẻ thắc mắc. Anh thật sự tới đây là tìm tôi vì chuyện này? Ừ. Phan Thần gật đầu, lướt nhẹ tay trên đầu Mễ Uyển. Yêu lực tràn ra ép mớ tóc lộn xộn lại vào nếp. Anh làm gì thế? Mễ Uyển đưa tay vuốt tóc theo bản năng. Vừa nãy tóc hơi rối. Phan Thần nhắc nhở. Không thấy quản gia nhà em không ngừng ra dấu sao? Mễ Uyển nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Hèn chi, lúc nãy ông ấy cứ vào đâu? Bà nãy Diệp quản gia nói em rất ngưỡng mộ anh. Phan Thần cười cười cúi đầu hỏi. Tôi không... Mễ Uyển đang định phản bác. Vừa nhấc đầu, ánh mắt đã chìm đắm vào đôi mắt biết cười của anh. Cặp mắt đen láy, đong đầy luyến lưu và dịu dàng. Ngoại trừ phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của một cô gái, thì chẳng còn gì khác. Tim Mễ Uyển bắt đầu loạn nhịp. Bọn họ đứng gần như vậy từ lúc nào rồi? Mễ Uyển hoảng hồn lùi về sau, lúng túng nói. Ăn sáng. Được. Phan Thần gật đầu, không hỏi tiếp. Anh không ép cô phải đồng ý ngay. Chỉ cần xác nhận Mễ Uyển không hoàn toàn vô tình với anh là được. Với anh, nó đã là niềm vui hiếm hoi trong sinh mạng dài đằng đẵng của mình rồi. Hai người sóng vai đi tới nhà ăn. Sau lưng họ, thím Trương cầm cây lược ngồi xổm trên bậc thang, vui đến run cả tay. Có hy vọng rồi. Mễ Uyển thấy Phan Thần có ý muốn đưa cáo con tới nhà trẻ. Nghĩ nghĩ liền quyết định theo cùng.
Trên đường cũng có thể hỏi thăm phàn thần làm cách nào để khống chế yêu lực của yêu con. Cộng thêm cô được chống 2 tiết đầu buổi sáng, ghé nhà trẻ Bắp Giang, về học cũng không muộn. Cô gọi thêm một cuộc gọi cho trợ lý của anh hai, rồi lên xe phàn thần cùng tới nhà trẻ. Trên đường, Mễ Uyển nhìn xuống Cáo Bạc đang ngồi đọc sách ở ghế sau. Liền hỏi, Cáo con, ở trường em có bị khi dễ không? Cáo Bạc lạnh lùng liếc Mễ Uyển một cái, nhưng nhớ tới lời dặn của cậu tối qua, đành miễn cưỡng gật đầu. Không thể nào, em là cáo tiên chín đuôi, còn có mị cốt trời sinh, cười lên một cái là có thể khiến người khác mê muội cơ mà. Mễ Uyển ngạc nhiên, tôi không thích cười. Cáo Bạc cắn răng trả lời, với lại nhóc cũng không cần cười, dù yêu lực của nhóc có bị phong ấn, đánh mấy đứa yếu như gà trong nhà trẻ vẫn dư sức. Thà bị khi dễ đến chuyển trường cũng không chịu cười một cái. Em thật là cố chấp. Mễ Uyển bội phụng sự cố chấp của cáo con. Cáo con không muốn nói nữa. Chả thà hóa thành hình cáo, cuộn đầu vào trong đuôi cũng không muốn nói chuyện với tên đầu sỏ hại nhóc phải chuyển trường này. Mễ Uyển thấy cáo con không phản ứng mình, cũng chẳng tức giận. Quay đầu tán gẫu với phàn thần về chuyện phong ấn yêu lực. Đúng rồi, mấy con cá con của thủy tộc vẫn chưa biết cách khống chế yêu lực. Anh có cách gì không? Tuy tôi cũng có thể phong ấn yêu lực của họ, nhưng tôi là người bất yêu. Nếu tôi ra tay phong ấn trong thời gian dài, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi của họ. Nếu yêu tộc bị người bất yêu phong ấn yêu lực trong thời gian dài, sẽ rất có hại cho việc tu luyện. Thế nên Mễ Uyển không muốn tự mình ra tay. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Phàn thần trả lời. Hôm qua anh đã cho người đưa vòng tay khống chế yêu lực cho mấy con cá con. Vậy thì tốt. Mễ Uyển gật đầu. Trong lúc nói chuyện, xe đi tới ngã tư. Đèn tín hiệu lóe lên từ xa, báo hiệu còn 2 giây nữa là đèn đỏ. Chân phản thần nâng lên định đạp phanh, thì bỗng có luồng phản vệ yêu lực cực lớn phát ra từ yêu đan. Phản thần phun ra một ngụm máu, cơ thể ngã xuống vô lăng. Bàn chân vốn phải đạp phanh của anh lại rớt xuống chân ga, lần nữa dẫm ga. Xe rồ lên một tiếng, lao thẳng tới phía chiếc xe tải đang băng ngang. Phàn thần! Mễ Uyển hoảng sợ quay ngoắt sang phía phàn thần. Tiếp đó chiếc xe liền va chạm trực diện vào xe tải, bị hất văng ra ngoài. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong xe xuất hiện vô số dây leo, len đầy cả khoang xe. Cáo con do không thắt dây an toàn nên lúc chiếc xe bay đi cũng bị hất tung lên. May nhờ dây leo kịp thời túm lấy, cản được cú va chạm. Mễ Uyển có đeo dây an toàn nhưng vẫn không tránh khỏi đầu đập mạnh vào cửa xe. Cô vừa lồm cồm bò dậy, dây leo đã kéo cô lại sau đó quấn quanh, bao chặt cô vào bên trong. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, Mễ Uyển cảm nhận được mình và chiếc xe lăn vài vòng mới từ từ ngừng lại. Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, bên ngoài bắt đầu ồn ào. Có tai nạn xe, mau lên, gọi 120 đi. Coi coi người trong xe còn sống không, kéo người ra ngoài trước đã. Xảy ra tai nạn. Tình hình giao thông ở ngã tư nháy mắt tê liệt, người lái xe tải và người đi đường đều bàng hoàng, vội chạy tới chiếc xe để cứu người. Bên trong, Mễ Uyển bị dây leo chằng chịt bao quanh, không cách nào nhúc nhích được. Cô ra sức nhích về phía phàn thần. Phàn thần, anh sao rồi? Bị dây leo che khuất tầm mắt, Mễ Uyển không nhìn rõ mặt phàn thần. Cô chỉ nhớ trước khi chiếc xe bay lên, phàn thần bỗng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống vô lăng. Người bên ngoài đã sắp tới đây, phàn thần dựa vào chút ý thức cuối cùng còn sót lại, rút yêu lực mình nhả ra. Nháy mắt toàn bộ dây leo trong xe rút đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Mễ Uyển mới thấy rõ được bộ dạng của phàn thần, khóe miệng vẫn còn vết máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, yêu lực quanh người lúc ẩn lúc hiện, hình như đã hôn mê. Phàn thần! Tim Mễ Uyển đập thình thịch như đánh trống, cô gấp gáp tháo dây an toàn của mình ra, muốn bò tới xem xét tình trạng của phàn thần. Nhưng lúc này những người khác đã tới cạnh chiếc xe, họ mở cửa kéo Mễ Uyển ra ngoài. Cô gái, đừng nôn nóng, ra khỏi xe trước đã, sẽ có người cứu bạn trai của cô. Người qua đường an ủi. Mễ Uyển giãy khỏi tay của người qua đường, quay sang phía bên kia của chiếc xe. Phàn thần đã được hai người tốt bụng kéo ra khỏi xe. Gọi 120 chưa? Vết thương của người này có vẻ rất nặng. Ủa, hình như ghế sau còn có một con vật. Là cáo à? Sau tai nạn, cáo con còn chưa kịp hóa lại hình người, chỉ đành ngoan ngoãn để cho người ta ôm. Mễ Uyển chạy tới cạnh người phàn thần, đưa linh lực vào, tiến hành kiểm tra. Tiếc là linh lực của cô vừa chuyển động, cổ tay đã bị người khác túm lấy. Anh không sao. Sau giây phút hôn mê ngắn ngủi, phàn thần nhanh chóng tỉnh lại.
Vừa nãy anh bị yêu lực phản vệ, chỉ mất ý thức một lát. Anh ngăn Mễ Uyển lại, gọi cho Toàn Tuấn Tài. Mễ Uyển quan sát anh một lát, thấy sắc mặt của anh đã có chút máu, yêu lực suy yếu cũng dần ổn định lại, thoáng yên tâm. Cô biết giờ không phải là lúc nói nhiều, đành gật đầu, lấy di động gọi cho Toàn Tuấn Tài. Cáo Yêu đang ở sân bay, anh mua vé đi nước ngoài lúc 9 giờ, đang chuẩn bị làm thủ tục thì nhận được cuộc gọi của Mễ Uyển. Anh nhanh trí che giấu dùng ông chủ. Alo, Mễ đại sư hả? Giờ tôi đang ở sân bay sắp cất cánh rồi. Tiểu Thụy, Thoản Thần bị thương. Mễ Uyển trực tiếp cắt lời. Cái gì? Mặt Toàn Tuấn Tài biến sắc, đứng dậy, lao thẳng ra khỏi sân bay. Trong bệnh viện, trừ cáo con không kịp hóa về hình người, Mễ Uyển và Phàn Thần đều bị kiểm tra một lượt từ đầu đến chân. Điều khiến nhóm bác sĩ trầm trồ ngạc nhiên chính là chiếc xe đã bị tông đến biến dạng, thế mà hai người trong xe lại không có lấy một vết thương. Cô gái chỉ chảy sức chút tình, còn chàng trai thì bị chấn động não nhẹ. Đúng thế, rõ ràng nôn ra cả chén máu, nhưng kết quả kiểm tra lại là chấn động não nhẹ. Dù các bác sĩ lo lắng kiểm tra lại cho Phàn Thần thêm lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Hai cô cậu thật là may mắn, không có vết thương nào nghiêm trọng cả, chỉ cần nằm viện theo dõi một ngày, nếu không sao thì mai có thể xuất viện. Bác sĩ nói với hai người. Cảm ơn bác sĩ. Hai người nói lời cảm tạ. Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ gật đầu ra khỏi phòng bệnh. Phàn Thần ngồi trên giường, sắc mặt đã hồng hào trở lại, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy hơi tiểu tụy. Anh nhìn sang giường của Mễ Uyển, thấy trán cô gái có vết chày, trong mắt thoáng buồn rầu. Xin lỗi. Ngay khi anh lấy lại ý thức đã nhanh chóng hóa ra dây leo để cản lực va chạm, nhưng không kịp. Mễ Uyển sờ trán, không để tâm lắm. Không sao, khỏi ngáy mà. Vết chày của cô không nghiêm trọng, nếu không phải sợ bác sĩ chú ý, cô vận linh lực hai lần là khỏi ngay. Vừa nãy anh làm sao thế? Sao bỗng dưng lại nôn ra máu? Mễ Uyển hỏi. Anh bị yêu lực phản vệ, tổn thương đến yêu đan. Phản Thần bình tĩnh đáp. Yêu lực phản vệ? Anh đã làm gì? Phản Thần là yêu vương, thực lực của anh dù là 500 năm trước cũng hiếm người sánh bằng, sao có thể dễ dàng bị phản vệ được? Anh có đặt cái phong ấn, vừa mới bị phá vỡ. Phàn Thần đáp. Phong ấn? Anh phong ấn cái gì? Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Bồng ngôn. Phàn Thần nhẹ nhàng nhả ra một cái tên. Yêu vương bồng ngôn? Mễ Uyển hét thất thanh. Bồng ngôn là yêu vương tiền nhiệm, kẻ khởi xướng trận đại chiến hai tộc 500 năm về trước, cũng chính là con yêu cô lập chí muốn giết nhưng không thể giết.